Phật tử tranh cãi nhau nảy lửa khi sắp xếp cho chỗ nghỉ chân dưới sầy Minh Tuệ vì cho rằng thầy mệt rồi, mời thầy vào trong gần chỗ sân nhà để nghỉ ngơi. Và các thầy đã từ chối vì cho rằng là mình chưa có mệt. Và các Phật tử thì coi như là đã tranh luận với nhau hơi lớn tiếng. Các hình ảnh này thì nói chung là mọi thứ cũng đã được giải quyết ổn thỏa và mọi người đã hoan hỷ với nhau và tiếp tục hành trình. Tranh cãi tùm lum như vậy đây, tranh cãi tùm lum hết nè, tranh cãi nè, tranh cãi tùm lum cái gì gì vụ gì vụ gì vụ gì vụ gì đấy. Vụ gì đó vậy? Rồi, vụ gì? Đi tiếp. Rồi, tiếp tục đi. Không nghĩ lại. Trời ơi, sao mang vài cao gót em đi sao nổi? Mình lọc. Tháo giày ra đi. Đi mệt lắm. Nóng chân đi không nổi đâu. Anh đi không? Đi đi cho mượn. Để mang dép của bà kìa em. Em mang dép của bà kìa. Thầy không đi thầy đi nha, mình nhặt lại. À. Em nó đi mà mang giày cao gót sao đi. Khám bệnh hả? Cầm bì đựng phim là ra đón thầy luôn hả? Quá dữ luôn. Có sao không? Thanh tâm an lạc nha. Ngồi ở ngay bệnh viện nha, bệnh viện đa khoa Quang Khởi luôn nè. Bà đó phải chụp hình, có mới chụp cầm cái phim ra luôn á. Không biết có sao không? Nhưng mà thấy ra là coi như là quay phim đón thầy đó cả nha. Cố lên. Sao cô đẩy xe để đón thầy hay gì vậy? Hả cô? Được không? Phụ cho. Dạ. Ồ, mấy cô đang giật lý trị liệu trong đó nè. Quá trời luôn rồi.
nâng biết tiến thành công. Ôi ôi trước đông quá trời luôn cả nhà ơi, đông lắm luôn đó nha. Chào cô nha. Ô quên nữa, quá trời người ta chạy ra đường đón này cả nhà. Đông quá trời đông luôn rồi, trời ơi trời, già trẻ bé lớn gì đông quá trời luôn rồi. Đây kìa, bên kia đường nữa kìa. Ô xe hơi đậu tao đón quá trời luôn kìa, nhóc luôn kìa trời. Khỏe quá, khỏe luôn anh ơi, đi suốt đời theo thầy luôn á. Đông rất là đông người ra đón ha thầy, ông Minh Tuệ nha cả nhà. Lạ quá ha. Thấy dữ không? Quá dữ ha, nhiều người đón quá. Chân hả? Hả? Nghỉ chân hả? Ủa? Thì thế nào? Tới thôi. Tới đây hả? Ờ, 8 mét nữa thôi. Thôi, chung là tới chỗ nghỉ chân nè cả nhà. 100 mét nữa. Đó. Thấy không? Hỏi các bạn theo để các bạn được cái gì? Các bạn làm cái gì? Dạ, xin thưa. Chúng tôi theo để tập luyện sức khỏe, rèn luyện thể lực. Hả? Thank you.
ôm cái nồi cơm điện đi ngoài đường đồ. Ô. Chú kia chú phụ huynh để xe tải di chuyển tới cho, xin cho thầy tá túc đầu đây thì phải. Ở đâu vậy chú? Tới chưa? Tới chỗ nghỉ chưa? Ê, tới chỗ nghỉ rồi nè cả nhà. Ra chào đón mất rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.